Trấn Thành, Bích Phương rơi nước mắt vì tiết mục của Cú Tây Bắc. Cú Tây Bắc thể hiện ca khúc nổi tiếng của thập niên 70, Ngày Xưa Hoàng Thị, khiến hội đồng cố vấn và khán giả xúc động. Tập 7 ca sĩ mặt nạ lên sóng tối ngày 22 tháng 9 với những màn tranh tài gay cấn, những tiết mục ấn tượng của Voi Bản Đôn, Nàng Tiên Hoa, Cú Tây Bắc và Cáo Tiểu Thư. Trong đó, Cú Tây Bắc để lại cảm xúc đặc biệt cho hội đồng giám khảo và khán giả khi biểu diễn Ngày Xưa Hoàng Thị, nhạc phẩm nổi tiếng của thập niên 70 do Phạm Duy sáng tác. Sân khấu Ngày Xưa Hoàng Thị tái hiện cảnh trường học với tà áo dài trắng, nón lá, xe đạp, hàng cây phượng đỏ, giọng ca đầy trải nghiệm, âm sắc có chiều sâu và cảm xúc của Cú Tây Bắc đã được khán giả trở lại với những hồi ức đẹp của tuổi học trò. Hội đồng cố vấn nức nở trước giọng hát xuất sắc của Cú Tây Bắc. Trấn Thành, Bích Phương rưng rưng đến nghẹn lời, Trấn Thành nghẹn ngào, bối cảnh sân khấu cùng với giọng hát của Cú đẹp như một cuốn phim. Thành nói điều này hy vọng mọi người không hiểu sai ý. Với riêng Trấn Thành thì đây chính là Ngày Xưa Hoàng Thị hay nhất từng nghe. Bích Phương chia sẻ, em đã từng vỗ tay và hú hét với rất nhiều phần trình diễn, nhưng riêng với tiết mục của Cú Tây Bắc, em chỉ đứng nắm chặt tay nghe Cú hát bởi vì em sợ lỡ mất một câu. Đây cũng là lần đầu tiên em được nghe bài này và cảm thấy may mắn khi được thưởng thức tiết mục. Tóc Tiên khen ngợi, thế hệ trẻ bây giờ ít có cơ hội biết đến những kiệt tác âm nhạc như bài hát này. Cảm ơn vì Cú Tây Bắc đến chương trình để mang cái hồn âm nhạc thế hệ trước phổ cập cho thế hệ sau. Đây là màn trình diễn cực kỳ xúc động. Văn Mai Hương tiếp lời, khi nghe Cú hát bài này, em nhớ đến ông ngoại. Đây là giọng hát đi vào hồi ức, làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Cuối tập 7, chương trình công bố kết quả bình chọn. Cú Tây Bắc dẫn đầu với 37,8% lượt bình chọn, theo sau lần lượt là Voi Bản Đôn, Nàng Tiên Hoa và Cáo Tiểu Thư. Như vậy, Cáo Tiểu Thư là ca sĩ phải dừng cuộc chơi. Ngay khi cởi mặt nạ, Cáo Tiểu Thư lộ diện là Vũ Thảo My. Đây là đáp án trùng khớp với dự đoán của các cố vấn Tóc Tiên, Trấn Thành ở những vòng thi trước đó. Vũ Thảo My chia sẻ, em chọn hình tượng nhân vật Cáo vì Cáo bí ẩn, luôn thoải mái là chính mình. Trước khi nói lời tạm biệt, nữ ca sĩ biểu diễn sản phẩm âm nhạc mới nhất trong album sẽ ra mắt vào năm nay, ca khúc Silent. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé.